Được tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ Trần, lãnh đạo các nước, đảng cầm quyền, đảng cộng sản, các đảng đối tác đã gửi các điện thư thông điệp chia buồn đến lãnh đạo Việt Nam và gia quyến Tổng bí thư. Trong thư chia buồn, Tổng thống Philippines Ferdinand Romo Andes Marcosia ca ngợi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo toàn diện và có tầm nhìn, là ngọn hải đăng thắp sáng niềm hy vọng của dân tộc Việt Nam giúp nền kinh tế ngày càng phát triển và hiệu quả trong phòng chống tham nhũng và tiêu cực lãnh đạo Philippines ca ngợi cách tiếp cận ngoại giao cây tre của Tổng Bí Thư là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam duy trì vị thế đối ngoại cân bằng và đạt phương hóa. Những đóng góp to lớn của Tổng Bí Thư sẽ luôn được nhân dân và các thế hệ mai sau của Việt Nam tưởng nhớ. Lãnh đạo Philippines tin tưởng các giá trị lãnh đạo và nguyên tắc của Tổng Bí Thư sẽ được tiếp nối và phát triển mạnh mẽ bởi các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bức điện của Tổng thống Đức Frank Walter Steinmeier có đoạn viết trên cương vị là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngài Nguyễn Phú Trọng đã để lại những dấu ấn đậm nét cho đất nước, cũng như củng cố và mở rộng mối quan hệ của Việt Nam với Đức và châu Âu toàn quyền New Zealand sindikido đánh giá cao vai trò của tổng bí thư nguyễn phú trọng trong giai đoạn đảm nhiệm cương vị việt nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội ấn tượng tổng bí thư đã nhận thức được tầm quan trọng của mối quan hệ new zealand việt nam và chia sẻ khát vọng nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương nồng ấm giữa hai nước tổng thống azerbaijan inham aliyev gửi thư chia buồn đến chủ tịch nước tô lâm thủ tướng azerbaijan ali asadov gửi thư chia buồn đến thủ tướng phạm minh chính Phó Chủ tịch Đảng Azerbaijan mới Tahi Budagov gửi thư chia buồn đến thường trực ban bí thư Lương Cường. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen gửi thư chia buồn đến Chủ tịch nước Tô Lâm. Nhà vua bỉ Philip gửi điện chia buồn đến Chủ tịch nước Tô Lâm. Quốc vương nhà nước Kuwait Mishan al Ahmad al Jabe al Sabat và Thái tử Kuwait Sabat Khalid al Hamad al Mubarak al Sabat gửi các thư chia buồn đến Chủ tịch nước Tô Lâm. Quyền Tổng thống Iran Mohammad Mokber gửi thư chia buồn đến Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thống nhà nước Israel Isaac Herzog gửi thư chia buồn đến Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thống Mozambique, Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique Philip Jacinto Nilsi gửi thư chia buồn đến Chủ tịch nước Tô Lâm. Thủ tướng Thụy Điển ULF Christensen gửi thư chia buồn đến Thủ tướng Phạm Minh Chính. Giáo hoàng Francis gửi điện chia buồn đến Chủ tịch nước Tô Lâm. Phó chủ tịch Đảng MPLA cầm quyền Lucia Damiao thay mặt chủ tịch Đảng Tổng thống Angola gửi thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Hy Lạp gửi điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng ngày, lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN ra tuyên bố chung chia buồn về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Chủ tịch quỹ Friedrich Ebert Stiftung gọi tắt là FES của Đức Chủ tịch Viện Dosa Luxembourg của Đức và Chủ tịch Quỹ Hòa bình Soviet gọi tắt là SMF của Nga gửi thư chia buồn đến trưởng ban đối ngoại trung ương Lê Hoài Trung. Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan Bakhtiyo Saidov gửi thư chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ngày 24 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN đã tham dự hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân và đối thoại với Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN với nhân quyền tại Viên Trăn Lào thưa ủy quyền của bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn thứ trưởng bộ ngoại giao đỗ hùng việt dẫn đầu đoàn việt nam dự họp trong hoạt động đầu tiên của hội nghị các nước đã dành một phút mặc niệm tổng bí thư nguyễn phú trọng bộ trưởng ngoại giao các nước asean và tổng thư ký asean gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ nhân dân việt nam và gia quyến tổng bí thư các bộ trưởng bày tỏ ngưỡng mộ và trân trọng đối với cuộc đời sự nghiệp và những công hiến to lớn của Tổng Bí Thư đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, góp phần thúc đẩy hữu nghị hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleum Say Komatis thông báo Lào tổ chức quốc tang vào ngày 25 và ngày 26 tháng 7 bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí Thư. Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt bày tỏ xúc động và cảm ơn các nước đã chia buồn và dành tình cảm chân thành với Việt Nam. Như đã đưa tin, theo thông báo của ban tổ chức lễ tang, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024. Tại Nhà tăng lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trong hai ngày quốc tang, đồng chí Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ban tổ chức lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thông báo mới nhất từ Công an thành phố Hà Nội, để đảm bảo an ninh trật tự tại lễ quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân khi đến viếng tại lễ quốc tang cần mang theo thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID để thực hiện quét mã QR khi qua các chốt kiểm soát. Công an thành phố Hà Nội đã bố trí trang bị các điều kiện cần thiết tại mỗi điểm lắp đặt máy quét mã má QR để phục vụ nhân dân thực hiện thao tác quét mã thuận lợi khi đến viếng đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tại quê nhà đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, thôn Lại Đà, xã Đồng Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Công an huyện Đông Anh cũng thông báo phân luồng các tuyến đường vào nơi tổ chức lễ viếng đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội. Theo đó, lực lượng chức năng cấm các loại phương tiện từ gầm cầu chui thôn Lại Đà, trục đường chính giữa thôn Lại Đà, cuối xóm trại Lại Đà. Điểm để phương tiện giao thông cho khách đến viếng là khu vực bãi ven đường Trường Sa, phía trước khu trung cư Euro Window, Đông Trù, Đông Hội. Tại đây gửi xe miễn phí. Nhân dân sau khi gửi xe, đi bộ vào khu vực lễ viếng theo các hướng chỉ dẫn. Ban tổ chức cung cấp xe điện miễn phí phục vụ người già, người tàn tật, người có sức khỏe yếu đến viếng. Các tuyến đường Đông Hội, đường Đê Tả Hồng, đoạn từ cổng thôn Trung Thôn đến cổng thôn Đông Trù, từ gầm cầu Đông Trù đến hết thôn Đông Ngàn, cấm các phương tiện xe ô tô đi qua. Công an huyện Đông Anh cũng thông báo, để đảm bảo an ninh an toàn theo yêu cầu của Bộ Công an, đề nghị nhân dân khi đến viếng, mang theo căn cước công dân gắn chip hoặc điện thoại có cài đặt VNID để quét mã QR tại các điểm kiểm soát. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chính quyền thành phố sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân đến viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội trường thống nhất trong thời gian diễn ra tang lễ vào hai ngày 25, 26 tháng 7 năm 2024. Nhân dân có thể đến viếng Tổng Bí thư theo đoàn hoặc đăng ký riêng lẻ sẽ được ban tổ chức sắp xếp. Trẻ em có thể đi cùng người lớn đến viếng, người dân cũng chỉ cần mang theo căn cước công dân khi tới viếng. Đăng ký trực tiếp tại bàn đăng ký trước hội trưởng thống nhất và người dân có thể đến viếng bắt đầu từ 13 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để việc tổ chức lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trang trọng, chu đáo và thuận tiện cho các đoàn và quần chúng nhân dân. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã dự kiến các khung giờ viếng. Theo khung giờ dự kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhân dân sẽ viếng Tổng Bí thư từ 13 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024, từ 7 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024. Sáng nay, 25 tháng 7, lễ thượng cờ rủ đã diễn ra tại quảng trường Ba Đình Hà Nội bắt đầu cho hai ngày quốc tang tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo ghi nhận, thời tiết tại thủ đô Hà Nội sáng nay có mưa nhẹ, tuy nhiên đông đảo người dân đã có mặt phía trước quảng trường Ba Đình Hà Nội để theo dõi lễ thượng cờ rủ quốc tang tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đội tiêu binh danh dự đoàn 275 Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được giao thực hiện nghi lễ thượng cờ rủ. Đội tiêu binh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mang theo lá cờ được gắn giải băng tang. Theo quy định, cờ rủ trong quốc tang là cờ có giải băng đen với kích thước bằng 1 phần 10 chiều rộng và chiều dài bằng chiều dài lá cờ. Cờ chỉ được treo đến 2 phần 3 cột với băng vải đen buộc để cờ không bay. Giải băng đen được buộc vào ngang quốc kỳ. Quốc kỳ từ từ được kéo lên đến 2 phần 3 cột cờ với băng vải đen buộc để cờ không bay. Nghi lễ được thực hiện với sự trang nghiêm dưới nền nhạc hồn sĩ tử. Đúng 6 giờ, mọi công tác chuẩn bị cho lễ thượng cờ rủ quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hoàn tất. Lá quốc kỳ có giải băng đen được kéo lên. Một số người dân nghẹn ngào xúc động khi chứng kiến lễ thượng cờ rủ tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khác với ngày thường, buổi tối nay sẽ không có lễ hạ cờ mà cờ rủ sẽ được treo liên tục trong hai ngày quốc tang 25 và 26 tháng 7 cũng trong hai ngày quốc tang, các cơ quan công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Lá cờ đỏ sao vàng được buộc băng đen treo trước cửa trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Tại khu vực trước nhà hát lớn Hà Nội cũng thực hiện việc treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xung quanh hồ Hoàn Kiếm, trước cửa khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, đồng loạt treo cờ rủ.